Xin chào các bạn. Ngày hôm nay á, thì mình sẽ làm tiếp một cái series 15 câu hỏi về mình phần 2. Để sau này khi mà mình livestream á, thì mình sẽ chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề du học, liên quan đến vấn đề học tập tiếng Nhật. Nói chung là những cái gì đó mà phục vụ lợi ích cho các bạn thôi, chứ không trả lời những câu hỏi về mình nữa. Bởi vì hầu như lần nào mình online mình cũng thấy các bạn hỏi về mình, xong rồi mình rất là vui và cứ nói mãi về những cái điều về mình thôi, nên mình thấy là không có giúp ích được gì cho ai hết. Vì vậy nên mình sẽ làm một video clip riêng về những điều về bản thân mình mà dạo này các bạn hay hỏi. Nên hy vọng là từ nay về sau ở những livestream á, thì các bạn sẽ chỉ hỏi những câu hỏi có ích cho các bạn mà thôi. Rồi chúng ta hãy bắt đầu những câu hỏi về mình nhé. Rồi câu hỏi đầu tiên đó là trước khi mà sang Nhật á, thì bạn đã học tiếng Nhật ở đâu? Và vào thời điểm sang Nhật á, thì tiếng Nhật của bạn ở trình độ nào rồi? Thì trước khi sang Nhật á, mình học tiếng Nhật tại trung tâm ngoại ngữ của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng là trường đại học mà ngày xưa mình học luôn. Thì khi mà mình học đại học ra trường 1 năm rồi thì bắt đầu mình mới đến trung tâm ngoại ngữ và học tiếng Nhật. Thì mình học tiếng Nhật ở đó được khoảng 6 tháng trước khi sang Nhật. Thì mình thấy học ở trường Nhân văn được cái thì nó học rất là hàn lâm, tức là luyện cho bạn nghe nói đọc viết, rất là tập trung và học. Mình thấy giáo viên dạy rất là có tâm, mình thấy học rất là tốt. Còn theo như những bạn xung quanh mình á, thì họ giới thiệu là học Đông Du, Akira, nói chung là học những cái đó thì học rất là chú trọng vào giao tiếp và học kanji cũng rất là tốt. Còn học ở Nhân văn á, thì thường là học chậm, học từ từ mà chắc, chứ không phải là học nhanh để phục vụ qua Nhật liền. Khi mà mình đến Nhật á, thì trình độ lúc đó của mình chỉ N5 mà thôi. Bởi vì á, khi mà sau khi học ở Nhân văn được 3 tháng rồi thì lúc đó là mình đã lấy được cái bằng N5. Thì nói chung thi thì hơn lấy được bằng thôi, lúc đó bằng của mình cũng điểm khá là thấp. Thì sau khi mà có được bằng N5 nè, lấy được cái giấy chứng nhận 150 giờ học tiếng Nhật thì lúc đó mình rất là xõa, mình không muốn học nữa. Đằng nào cũng sắp sang Nhật rồi nên mình nghĩ là sang Nhật rồi học, nên cái khoảng mà 3 tháng trước khi sang Nhật á, mình không có học tiếng Nhật bao nhiêu hết. Rất là hối hận luôn, bởi vì khi mà sang Nhật á, thì không có dùng được một xíu tiếng Nhật nào hết. Và thời điểm sang Nhật trình độ của mình gần như bằng không. Mặc dù là nhìn vào giấy thì có thể biết được chỗ này là gì, chỗ kia là gì, nhưng mà giao tiếp là gần như bằng không. Câu hỏi số 2 đó là ngày xưa mình đi Nhật thông qua trung tâm tư vấn du học nào? Thì ngày xưa mình đi Nhật thông qua văn phòng tư vấn du học của Echigo ở Thành Thái, ở Hồ Chí Minh á. Thì cái văn phòng này rất là nhỏ nhưng mà các anh chị hướng dẫn rất là nhiệt tình. Mình thấy là làm việc rất là hiệu quả, chất lượng. Còn nhiều bạn hỏi mình là có biết các trung tâm tư vấn du học nào đáng tin cậy hay không, thì mình chỉ du học nhận một lần thôi rồi đăng ký một lần rồi đi luôn, chứ mình cũng không có va vấp nhiều lần, mình cũng không có rõ lắm. Thì cái này thật ra thì các bạn cũng đừng giống như là đã dùng thì phải tin, còn không tin thì đừng có dùng. Giống như là trước hết thì các bạn có thể đến một số trung tâm tư vấn du học, các bạn đặt vấn đề là tôi muốn du học như vậy đó, xem coi người ta tư vấn cho mình như thế nào, có nhiệt tình không, có làm tiền hay không, có đòi các bạn là phải đóng một mớ tiền rồi thế này thế nọ hay không. Thì các bạn phải dựa vào cái sự sáng suốt của mình, chứ không phải là cứ dựa vào những người khác nói các bạn. Thì nhiều khi người khác lúc mà họ làm tại thời điểm đó thì tốt, nhưng mà có khi đến các bạn thì cái công ty đó nó đã thay đổi rồi, nó không có tốt nữa thì sao. Thì các bạn phải dựa vào chính cái sự sáng suốt của mình, đến đó phải đặt nhiều câu hỏi cho người ta. Ví dụ như là bây giờ em muốn đi du học, rồi người ta hướng dẫn cho mình một số nơi, người ta chỉ mình là nên vào trường này, nên vào trường này, thì các bạn hãy lên xem coi là trường đó có được chấp nhận hay không, có đáng tin cậy hay không. Thì mình cũng có một cái video clip về những trường nào được Bộ Tư pháp chấp nhận, những trường nào được Bộ Tư pháp cho rằng tin cậy, thì các bạn xem để coi coi là cái trường đó có được vào danh sách này không, hay nhiều khi nó nằm vào trong danh sách đen của cục xuất nhập cảnh nữa, thì các bạn phải kiểm tra cái đó. Rồi khi mà các bạn tiến xa hơn thì các bạn hỏi người ta là bây giờ em đã chọn được trường rồi, khi mà em sang Nhật á, thì anh chị có giúp em là tìm nhà hay không, tìm việc hay không. Thì thông thường thật ra không phải là các bạn sang Nhật là người ta sẽ giúp hết các bạn 100% đâu, chỉ giúp cái khoảng thời gian ban đầu thôi, các bạn phải tự lập, đâu có ai mà theo các bạn được cả đời. Vì vậy thường là người ta chỉ giúp các bạn là tìm nhà thôi, tìm việc thì có thể là trường cũng sẽ giúp, hoặc là các bạn sẽ hỏi senpai. Câu hỏi số 3 dành cho mình đó là mình thuộc cung nào, nhóm máu gì? Thì mình sinh ngày 13 tháng 4 là thuộc cung Bạch Dương. Thì tuy là mình không có tin lắm về những cái cung hoàng đạo, không có tin lắm, nhưng mà thật ra đọc cái đó thì cũng rất là thú vị. Còn nhóm máu thì mình nhóm máu AB.
Thì nếu mà các bạn sang Nhật hay là đi nước ngoài bất kỳ nơi nào thì tốt nhất là nên ở Việt Nam xác định nhóm máu của mình, nó rất là quan trọng luôn. Bởi vì bạn đi sang nước ngoài mà bạn không biết là nó như thế nào, rồi lỡ có xảy ra chuyện gì thì khi mà bạn biết được nhóm máu của mình hoặc là mình bị nhiễm những cái gì đó thì nói liền cho bác sĩ gì đó thì nó rất là có lợi cho mình. Ví dụ như lỡ mà gặp tai nạn thiếu máu chẳng hạn thì người ta cần biết ngay là nhóm máu của bạn là gì, nên tốt nhất là bạn nên biết nhóm máu của mình. Và hơn nữa là sang Nhật người ta rất là thích tìm hiểu về nhóm máu của nhau, rồi thích đoán nhóm máu của nhau, đoán tính cách của nhau, nên nếu mà các bạn sang Nhật biết nhóm máu thì rất là vui. Tiếp theo câu số 4, mình sang Nhật bao lâu thì giao tiếp được và đã có bằng gì rồi? Mình sang Nhật bao lâu thì giao tiếp được? Thật ra ban đầu khi mà mình sang Nhật thì mình đi làm công việc bento, đi làm công việc làm cơm hộp ở xưởng cơm hộp á, thì thật ra lúc đó trình độ giao tiếp của mình không không xê dịch luôn, không tăng một xíu nào hết, bởi vì đi làm không có còn nói chuyện. Mà ở Nhật á, thì cuộc sống nó thoải mái quá đi, mình không có nhu cầu phải hỏi ai công việc gì đó, hay là đi mua sắm nó cũng rất là tiện lợi, đi vào siêu thị lựa hàng rồi đi ra nhìn vào cái khi mà người ta quẹt hàng thì nó có cái bảng ghi số tiền á, thì mình nhìn vào mình lẫm tiền ra, thậm chí là mình không có luyện nghe coi là cái số tiền đó là bao nhiêu luôn. Mình thấy cuộc sống nó quá tiện lợi nên mình không có học được tiếng Nhật gì hết, nói chung là giao tiếp không có lên. Sau đó thì khi mà mình chuyển công việc á, mình chuyển sang công việc bây giờ thì tiếng Nhật của mình khá khá lên hẳn luôn, là đi vào trong nơi làm việc thì còn nói chuyện với người này, nói chuyện với người kia, nói về thời tiết, nói về công việc, thì mình thấy là tiếng Nhật nó khá hơn hẳn. Tức là khoảng 3 tháng sau khi đến Nhật á, thì mình qua Nhật vào tháng cuối tháng 6 đầu tháng 7, thì đến tận tháng 10 mình mới đổi việc, thì tháng 10 là cái lúc mà mình thấy là tiếng Nhật của mình bắt đầu khá lên và bắt đầu giao tiếp những cái cơ bản được với người Nhật. Hiện giờ trình độ tiếng Nhật của mình á hả, thì mình đã thi NAP test thì đậu được N2 nhưng chưa có thi JLPT. Thì thường mình nghe là JLPT với NAP test giống nhau, và thậm chí là NAP test có khi nó còn khó hơn JLPT nữa, nhưng mà để đợt tháng 7 này mình thi JLPT lại xem nó như thế nào rồi mình sẽ thông báo kết quả cho các bạn sau. Tiếp theo câu số 5, chị có bị cận hay không? Ngày xưa thì mình bị cận nặng lắm, một bên là 7 độ rưỡi, một bên là 7 độ 25 hay gì đó, gần 8 độ, mình thấy nó cũng khá là nặng. Và khi mà bị cận á, thì nếu mà các bạn bị cận qua 10 độ á, thì thường người ta bắt bạn phải đi mổ 2 lần, bởi vì mổ một lúc từ 10 độ về 0 độ nó rất là nguy hiểm cho mắt của bạn. Nên người ta sẽ mổ 2 lần, một lần xuống khoảng 5 độ, một lần từ 5 độ xuống 0. Thì nhiều bạn nói á, đi mổ cận hại cho sức khỏe rồi hại cho mắt. Thì có thể là hại, nhưng mà bây giờ thì mình vẫn chưa thấy là hại gì nhiều. Chủ yếu là lâu lâu đi tối á, đèn bóng thì các bạn thấy hơi chóe, hơi nhóa một xíu thôi. Còn thật sự là những ai mà nói là đi mổ cận hại cho sức khỏe, hoàn toàn không nên đi mổ cận, thì mình nghĩ là những bạn đó bị cận nhưng mà không ảnh hưởng đến cuộc sống, hoặc là thậm chí không bị cận nên không hiểu được là cái nỗi đau của người bị cận, nhất là đối với con gái. Ví dụ như con gái mà bị cận nặng lúc nào cũng vác 2 cặp mắt chai lên trên mắt, rồi đi chơi á, thì trang điểm không thấy gì bởi vì cặp mắt kính che hết rồi. Rồi học hành á, thì lúc nào cũng khổ sở với cặp mắt kính. Đi học á, thì phải ngồi bàn đầu, ngồi xa xa một xíu là không nhìn thấy gì. Mình thấy rất là bất tiện và nhan sắc thì xuống cấp. Ngày xưa mình bị cận hả, mắt mình hâm quầng bởi vì mắt kính nó trắng, mắt bạn không có tiếp xúc với lại ánh sáng mặt trời á, nên dần dần á, cái phần da dưới mắt nó hâm quầng, rồi cái nơi mà mắt kính nó đặt lên giữa 2 lỗ mũi của bạn á, mình mổ mắt sau 1 năm trời luôn là 2 lỗ mũi vẫn hằn lên cái vết hâm, và mũi mình nó không được thẳng là bởi vì đeo mắt kính nặng và đeo mắt kính quá dày, quá dài thời gian quá lâu. Mình bị cận từ cái hồi lớp 2 lần, là mình đeo xuyên suốt từ hồi lớp 2 cho đến hết đại học luôn. Thật là kinh hoàng. Vì vậy nên không biết được là mổ có tốt hay không, nhưng mà mình thấy mổ cận, từ ngày mổ cận thì cuộc sống của mình rất là tiện lợi, rất là vui vẻ, nên mình thấy mổ rất là tốt. Bạn nào bị cận nặng quá thì nên suy nghĩ là đi mổ. Tiếp theo, tại sao mình học Kanji tốt và những kiến thức Hán Việt của mình ở đâu? Thì các bạn hay thấy mình nói, mình diễn đạt về những cái nguồn gốc của Hán tự á. Thì thật ra hồi trước mình có học tiếng Hoa, tiếng Hán, tiếng Quan Thoại. Có thể nói tiếng Hoa, tiếng Hán, tiếng Quan Thoại, tiếng Bắc Kinh. Thật ra đều là một.
Thì ngày xưa mình học chắc cũng được khoảng 3 năm. Mình thấy mình học thì mình rất là yêu thích, bởi vì mình thấy tiếng Hoa rất là gần gũi với lại Hán Việt của Việt Nam. Thì ngày xưa mình học tiếng Hoa cũng giống như bây giờ mình học tiếng Việt, tiếng Nhật vậy, mình luôn luôn liên tưởng đến Hán Việt và văn học của người Việt, nên mình thấy là mình học khá là nhanh. Nhưng mà thật ra bây giờ tiếng Hoa ngoại trừ nghe được, nói ít ít được, chứ nghe chứ viết và đọc có thì rất là tệ luôn, không có nhớ nhiều. Làm sao để tìm hiểu về những cái kanji mà ngày trước mình hay kể cho các bạn nghe, thì các bạn có thể lên một số trang web tìm từ điển, chứ không phải là từ điển. Từ điển là người ta giải thích cái từ đó sử dụng như thế nào trong văn cảnh, từ đó có nghĩa là gì. Còn từ điển là giải thích cái nguồn gốc, ý nghĩa sâu xa của từ, tại sao từ đó phát sinh ra như vậy. Thì các bạn nên tìm hiểu từ điển. Thì mình chưa có đọc từ điển tiếng Việt nhiều nên mình cũng không có biết. Mình là mình tìm kiếm những cái từ điển đó bằng tiếng Hoa thôi. Nên nếu mà bạn nào mà biết tiếng Hoa thì mình giới thiệu cái trang web Z Dictionary, thì cái trang đó rất là tốt luôn và diễn giải rất là sâu sắc những cái nguồn gốc của tiếng Hoa. Tiếp theo câu số 7 là mình có biết hát hay không? Hãy hát thử một bài. Mình hát cực kỳ dở luôn. Nói chung là giọng hát của mình rất là tệ, cả nhà mình không có ai biết hát hết nên mình cũng không có biết hát. Các bạn đừng hỏi mình hát tệ lắm. Mình đi karaoke luôn luôn là người ngồi ở một góc nhìn mọi người hát, rất là chán, mình rất là ghét hát. Câu hỏi số 8 là từ khi sang Nhật mình gặp những khó khăn gì? Thì ban đầu sang Nhật thứ nhất là gặp khó khăn về giao tiếp, nhưng mà hậu ra lúc đó mình thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều hết. Mình vẫn đi học, đi làm, vẫn đi mua sắm đồ, nên mình thật ra mình cũng không quan tâm lắm về ngày xưa không giao tiếp tiếng Nhật tốt. Tiếp theo á, thì bị một số người Nhật coi thường vì là người Việt. Một số người Nhật lúc chưa biết mình là người Việt thì không sao, khi biết mình là người Việt rồi thì tỏ vẻ khó chịu, tỏ vẻ là xa lánh, nói chung là có một xíu phân biệt đối xử thì khá là buồn. Nhưng mà mình cũng mặc kệ, cũng tức rồi thôi, cũng qua nên thôi, không quan trọng. Cái mà làm cho mình buồn nhất á, là những người thuộc cộng đồng người Việt đã đi trước á, thì các bạn biết là khi mà mình qua á, thì mình làm video clip cho các bạn xem. Thì thật ra lúc trước khi mà trước khi mình sang Nhật á, thì mình cũng muốn biết rất là nhiều thông tin về nước Nhật mà không biết tìm kiếm làm sao. Tìm kiếm trên Google á, thì toàn là những cái tin lát cả, những cái mà mình nói cho các bạn nghe về 10 điều ngộ nhận về nước Nhật á, là những cái không đáng tin không mà lên cứ thấy nó ảo ảo, nửa đúng nửa sai nên cũng không biết như thế nào. Lên YouTube tìm về những cái điều mà những người đi trước nói á, thì nó khá là ít. Và mình xem một cái kênh YouTube bằng tiếng Anh của một cái chị tên là Grace. Chị đó làm một cái kênh YouTube là Texan in Tokyo. Bây giờ thì chị đó đã đóng cái kênh YouTube đó rồi. Thì ngày xưa mình coi cái kênh đó của chị đó và được truyền cảm hứng rất là nhiều. Và mình quyết định là khi mà sang Nhật thì cũng sẽ làm một cái kênh tương tự để chia sẻ thông tin ở bên Nhật cho những bạn ở Việt Nam. Và khi mà mình chia sẻ thông tin đó thì gặp rất là nhiều cái ý kiến trái chiều mà mình rất là bực bội. Và những người ở Nhật cái kiểu giống như là cho rằng là sống lâu lên lão làng. Khi vào cái thời điểm mà khi mà cái trang web của mình mới chỉ có vài trăm subscriber, thì thời điểm đó rất là nhiều người hỏi mình nè, bạn đến Nhật được bao lâu rồi? Tôi đã đến Nhật nhiều năm, tôi đã học ở Nhật, đi làm ở Nhật 10 năm, mười mấy năm rồi. Bạn có chắc là bạn đủ tư cách để nói những điều trong video clip này không? Mình cảm thấy rất là buồn. Những điều này á, mình đi hỏi người Nhật mình cũng biết. Những điều này á, mình lên mạng Nhật mình Google mình cũng biết. Làm gì mà phải ở Nhật mười mấy năm? Có những người ở Nhật mười mấy năm không biết những thông tin mà mình biết. Mình thấy nhiều người rất là cái kiểu suy nghĩ sống lâu lên lão làng nhá. Phải ở lâu thì mới biết được những thông tin này và không tin tưởng mình, giống như là hỏi mình có tư cách gì để nói, thì lúc đó mình rất là buồn. Và vào cái giai đoạn mà khoảng 6 tháng sau khi mà mình đến Nhật á, thì mình nhận được rất là nhiều những cái bình luận kiểu không tin tưởng mình, đặc biệt là những cái mà mình chỉ tiếng Nhật. Những cái video clip chia sẻ những kinh nghiệm mà mình học tiếng Nhật á, thì nhiều người nói là tiếng Nhật của bạn chưa giỏi thì bạn không nên làm những video clip này, chỉ nên làm những video clip về cuộc sống thôi. Tiếng Nhật chưa giỏi á, thì lấy tư cách gì để dạy mọi người? Và hồi đó cái thời gian khoảng 6 tháng sau khi mình sang Nhật á, thì mình bức xúc và làm một cái video clip. Giống như là phải giỏi như thế nào thì mới giỏi, phải sống ở Nhật lâu đến bao lâu á, thì mới gọi là sống đủ lâu để làm những video clip. Thì lúc nói chung là lúc đó thì mình rất là bức xúc nên làm video clip này. Và mình hầu như là đặt nó ở chế độ là không cho ai xem hết.
Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ khi mà mình bình tâm trở lại rồi thì mình sẽ share cho các bạn xem thử cái video clip này để các bạn thấy được là vào cái thời điểm đó mình bức xúc như thế nào. Nhưng mà thật ra thì bây giờ thì mình cũng đỡ nhiều rồi, không có bức xúc dữ vậy đâu, thấy cũng quen rồi. À, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ thôi. Tiếp theo, câu hỏi số mấy này? Câu hỏi số 9. Công việc hiện giờ của mình là làm bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu tiếng một tuần và bao nhiêu tiền một tháng? Thì hiện giờ mình làm 4 tiếng một ngày, làm từ 5 giờ sáng đến 9 giờ. Một tuần thì mình làm 5 buổi, có nghĩa là một tuần mình làm chỉ có 20 tiếng thôi, khá là ít. Và tiền lương của mình thì 3 tiếng đầu từ 5 giờ đến 8 giờ lương của mình là 1 sen 2, còn một tiếng sau lương của mình là 9 9 900 mấy yên á, mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà tổng cộng một tháng thì thông thường là mình sẽ lãnh khoảng 9 man. Còn công việc đi dạy tiếng Anh hả, thì nó lúc này lúc nọ thôi, sẽ có những lúc nhiều người học mình lắm. Có khi một tuần mình đi dạy 4 5 buổi, một buổi 3 sen thì một tuần đi dạy 4 5 buổi, nhân lên nhìn cũng được một man mấy lần. Nhưng mà cũng sẽ có những thời điểm mà mình không dạy được ai hết, rồi nguyên ngày chỉ đi làm xong đi học rồi ở nhà thôi, không có đi dạy ở đâu hết, lúc đó không có tiền, khá là buồn. Câu hỏi số 10, từ khi sang Nhật thì mình có những thay đổi gì? Thì từ khi mà sang Nhật thì về tâm lý thì mình học hỏi được nhiều những cái phong cách của người Nhật. Ví dụ như là mình hiền lành hơn hẳn. Rồi nói chung là tôn trọng tự do cá nhân của mọi người hơn. Lúc trước thì mình khá là giống như quan tâm để ý mọi người, rồi xen vào những công việc của những người mà mình thân thiết. Còn bây giờ thì mình tôn trọng tự do cá nhân của mình, của mọi người hơn. Mình thấy đó là một cái phong thái khá là tốt của người Nhật. Không phải là lạnh lùng đâu, mà là tôn trọng cái tự do cá nhân của người khác, không có lo chuyện bao đồng quá nhiều. Thêm một cái nữa là bắt đầu mình cảm thấy mình lễ phép quá quá mức giống như người Nhật. Người Nhật thì hở miệng ra là sumimasen, xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người, kiểu vậy đó. Thì giờ mình cũng như vậy. Bắt đầu có những cái thói quen như là khi nghe điện thoại thì bắt đầu hay 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 và gật đầu liên tục. Lúc trước thì không có đâu. Rồi có một lần thì mình phải gọi điện lên sửa đồ, gọi điện cho một cái trung tâm nói bằng tiếng Anh, mà mình nói nè, hello hello mình nói tiếng Anh mà mình gật gật, nói chung rất là thú vị. Bắt đầu mình cảm thấy mình rất là lễ phép. Về mặt sức khỏe thì mình thấy là từ ngày sang Nhật mình khỏe khỏe hơn hẳn luôn, trắng trẻo ra, mập mạp ra. Đặc biệt là từ ngày đến Nhật đến giờ thì mình hầu như là không có bệnh luôn. Lâu lâu thì có sụt sịt một tí xíu, xong rồi ăn uống một xíu, tập trung giữ gìn sức khỏe là khỏe lại liền luôn. Hầu như là không bệnh từ ngày sang Nhật. Rồi, câu hỏi số 11 đó là cân nặng và chiều cao của mình. Cân nặng thì hiện giờ mình nặng khoảng 54-55 kg, chiều cao là 1m68. Nói chung là nhiều bạn xem video clip đi du chùa, đi ngân hàng, bưu điện của mình và thấy là mình ngắn ngủn có một khúc thôi, nhưng mà thật ra là tại vì mùa đông mà mình lạnh nên mình mặc đồ rất là dày nên nhìn thấy nó ngắn vậy thôi. Thật ra mình cao 1m68 lận. Ai cũng kêu mình ốm thì thật sự là mình ốm thiệt. Chủ yếu là mình nặng xương thôi, khá là ốm. Nhưng mà mình ăn nhiều thì nó cũng chỉ mặc cái mặt thôi, không có mặc cái thân. Nên cũng kệ, à, không quan tâm lắm về cân nặng. Câu hỏi tiếp theo, mình học chuyên ngành gì? Câu hỏi số 12, mình học chuyên ngành gì và sang Nhật thì có ý định gì? Thì lúc ở Việt Nam thì chuyên ngành của mình nó là tiếng Anh, là dạy tiếng Anh. Thì nhiều người hỏi là sao mình học tiếng Anh mà mình không đi những nước nào mà sử dụng tiếng Anh, ví dụ như là Anh, Mỹ, Úc chẳng hạn. Thì mình chuyên ngành của mình là dạy tiếng Anh. Nếu mà mình đi sang những đất nước đó thì mình dạy tiếng Anh cho ai bây giờ? Mọi người đều là bản ngữ nói tiếng Anh mà. Vậy nên mình sang Nhật. Dự định sau này á, thì hiện tại mình cũng chưa có dự định gì nữa. Nếu mà có cơ hội để học thì học thôi, còn nếu không có thì cố gắng đi làm. Câu hỏi số 13, có nhiều bạn hỏi mình qua đây bận rộn như vậy thì làm sao để giữ gìn nhan sắc, dưỡng ẩm da, rồi dưỡng trắng da như thế nào. Thì thật ra không phải là qua đây bận rộn không giữ gìn nhan sắc được đâu. Mình thấy rất là nhiều bạn nữ khi mà sang đây á, thì bắt đầu nhan sắc
đẹp ra hẳn. Bởi vì khi mà sang đây đi làm rồi thì bắt đầu là các bạn độc lập về kinh tế, và đặc biệt là sống trong một cái môi trường mà người Nhật họ dưỡng da rất là kỹ và da họ rất là đẹp. Khi mình đi xung quanh mình thấy như vậy thì mình cũng muốn là mình có tiền mà mình đi làm có tiền thì mình cũng muốn là mua cái này mua cái nọ để dưỡng da. Nên thường là mình thấy nhiều bạn nữ Việt Nam sang đây thì họ da đẹp hơn hẳn hồi ở Việt Nam. Thứ nhất là khí hậu ở đây nó cũng tốt cho da, thứ hai là môi trường ở đây không có ô nhiễm, đi ra đường không cần phải bịt khẩu trang, không cần phải che nắng nhiều quá, nên qua đây một thời gian là da bạn tự động nó sáng lên rồi, chứ cũng không có cần thiết quá về cái việc mà chăm sóc da nhiều hay là dưỡng trắng da. Tuy nhiên thì lúc nào cũng phải mua kem dưỡng ẩm, bởi vì mùa đông bên đây rất là lạnh, da mặt, da cổ và da tay thường là dễ bị khô nên phải dưỡng ẩm, chủ yếu là dưỡng ẩm thôi chứ mình sang đây không có dưỡng trắng gì hết. Và lại bây giờ đang là mùa đông, mùa xuân nên các bạn thấy mình trắng thôi, tới mùa hè mình đi gang nắng là mình sẽ đen lại à. Câu hỏi số 14, mình có đang nuôi thú cưng hay không? Ở Nhật á, thú cưng đúng nghĩa thú cưng luôn rất là mắc. Và để mua được một con chó, một con mèo á, thì tiền nó nhiều đến mức mà người ta cho phép các bạn trả góp luôn, là các bạn biết là nó nhiều tiền đến mức nào rồi. Và khi mà nuôi á, thì người ta còn phải xét là bạn có đủ, giống như là đủ tiền để có thể chu cấp cuộc sống đàng hoàng cho thú cưng hay không. Có nghĩa là cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp, rồi phải đi tiêm ngừa thường xuyên cho nó nữa. Nên nuôi chó ở Nhật rất là cực khổ. Mình không có con chó, không có con mèo ở Nhật hết. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình vừa có chó, vừa có mèo, vừa có gà luôn. Gia đình của mình thì rất là yêu động vật. Câu hỏi số 15, mình có Facebook riêng hay không? Thì dĩ nhiên là mình có Facebook riêng. Có Facebook riêng thì mới mở ra trang Việt Nam is Living in Japan được. Thì thật ra mình có, nhưng mà mình hầu như chẳng lên bao giờ. Rất là nhiều bạn có Facebook của mình từ những ngày đầu mà mình lập cái kênh YouTube này, thì mình không có thời gian để trả lời tin nhắn. Nếu mà các bạn vào thì các bạn thấy là ngoại trừ mình đăng cái ảnh nền ra thì hầu như mình không hề có post một cái status nào hết. Nên chủ yếu là nếu mà các bạn theo dõi mình qua Facebook á, thì hãy theo dõi qua cái trang Vietnamese Living in Japan. Link Facebook là facebook.com/jbvivacom vậy thôi. Thì trên trang đó mình cập nhật liên tục những video clip mới, cập nhật những cái livestream mới của mình, thì các bạn nên theo dõi trang đó. Chứ bây giờ thì mình chỉ có thể trả lời những câu hỏi của các bạn qua livestream thôi, mình không có thời gian để có thể trả lời từng cái tin nhắn cá nhân của bạn trên Facebook được. Vậy nên các bạn hãy thông cảm cho mình nhé. Ok, video clip về 15 câu hỏi về bản thân mình phần 2 chỉ đến đây thôi. Hy vọng là các bạn có thể hiểu rõ hơn về mình. Và hy vọng là các bạn xem cái video clip về những cái điều bức xúc của mình hồi vài tháng trước, để xem là khi đó mình đã bức xúc đến cỡ nào. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Bye 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 bye.